Thưa quý vị, Hà Nội sáng ngày 25 tháng 7, xen lẫn những cơn gió nhẹ nhẹ là nỗi buồn man mác khi vị Tổng Bí Thư kính mến của nhân dân Việt Nam đã đi xa mãi mãi. Người ta sẽ không còn thấy hình ảnh vị lãnh đạo tóc bạc ngồi trên chiếc xe Toyota Crown, biển số 80B-2089 đã cũ mềm. Cũng chẳng còn thấy được hình ảnh bác trong chiếc áo màu nâu đất sườn cũ, một bên tay bị rách được cắt đi khâu lại chứ không bỏ phí. Những chiếc áo đã theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng suốt 10 năm. Chẳng biết từ bao giờ, người dân lại quen mặt với chiếc áo khoác màu nâu có kẻ ô vuông nhỏ được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên mặc. Dù là khi họp với các lãnh đạo hay dù khi bác xuống địa phương thăm non đời sống người dân, chiếc áo được bác sử dụng qua nhiều năm, có người nói là từ năm 2011, cũng có người nói là từ lâu hơn đó nữa. Chẳng ai biết thời gian chính xác, chỉ biết khi nhìn thấy chiếc áo ấy là biết ngay người mặc. Chính là vị tổng bí thư được người dân kính mến. Trong tấm hình nhà báo đã trang chụp vào ngày 9 tháng 2 năm 2016, tức mùng 2 Tết Bính Thân, khi đưa thân phụ là nhà báo Dương Đức Quảng đến chúc Tết người bạn học. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tấm áo lúc đó đã sờn cũ. Cổ tay có vết xuất chỉ, cũng tầm áo đó, qua các kỳ mùa đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn mặc trong những chuyến thăm, làm việc và gặp gỡ người dân ở các tỉnh thành. Có lần Tổng Bí thư mặc trong chuyến công tác đến xã Tây An, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình vào tháng 2 năm 2018. Có lần thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc trong sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2021 Tiếp đến một ngày mùa đông đầu năm 2023, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn mặc chiếc áo khoác sờn cũ ấy, gần gũi, tươi cười trong tấm hình chụp với người dân và công nhân sản xuất trẻ ngày 10 tháng 1 năm 2023. Nếu chú ý sẽ thấy, chiếc áo có một bên tay ngắn hơn bên còn lại. Có điều, đó là do một bên tay áo của bác bị sửng rách, nhưng bác không bỏ đi mà sửa lại nên mới có chiếc áo độc nhất vô nhị như vậy. Và những ngày đông xét cuối năm 2023, đó cũng là lần cuối cùng tấm áo sơn cũ ấy trong tấm hình chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 22 tháng 11 năm 2023. Trung tâm trạng thương tiếc, đau buồn khi nhận tin về Tổng Bí thư. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên vụ trưởng vụ xuất bản bàn tư tưởng, văn hóa trung ương, ban tuyên giáo trung ương có 60 năm gắn bó với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia sẻ một số kỷ niệm nho nhỏ, giản dị nhưng đầy thân tình và ấm áp. Ông được tiếp xúc với tổng bí thư cả trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Với giáo sư, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo xuất sắc mà còn là một người bạn gần gũi, thân tình. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và giáo sư Đinh Xuân Dũng là bạn thân từ thời đại học, dù ông Dũng học khóa trên Giáo sư nhớ lại khi ấy. Năm 1964, tôi tới chơi và ngủ lại nhà ông Trọng ở Đông Anh. Đêm muộn, ông còn đốt đuốc đi kêu gọi các thanh niên địa phương tới nghe tôi kể chuyện tác phẩm về những lá thư gửi từ chiến trường miền Nam. Đêm đó, tôi chứng kiến Tổng Bí Thư không cầm được nước mắt khi nghĩ tới sự hy sinh, nỗi đau của đồng bào miền Nam. Chuyện xảy ra đã lâu, giáo sư nói, có lúc đã quên. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chính là người gợi nhắc cho ông kỷ niệm thời gian khó ấy. Giáo sư Dũng kể, có một lần qua thăm gia đình, Tổng Bí Thư nhìn bộ đồ của giáo sư và thắc mắc tại sao mặc đi mặc lại một chiếc áo. Câu hỏi khiến ông rất ngạc nhiên và lúng túng, chưa biết đáp lời thế nào. Nhưng rồi Tổng Bí Thư chỉ tay vào áo đã sơn của mình và nói hóm hình. Nói thế thôi, áo ông còn tốt hơn áo tôi. Chúng tôi cùng cười. Tổng Bí Thư từng nói, nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu. Trên ngực áo này không một tấm huân chương dưới làn áo mỏng này có một trái tim sầu sắc lắm còn nhà thơ tố hữu đã có rất nhiều bài viết về bác hồ mà tôi rất thích câu Mỏng manh áo vải hồn muôn trượng hơn tượng đồng với những lối mòn danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân tất cả vì sự nghiệp chung đấy mới là người cộng sản chân chính nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy hà nội phạm quang nghi khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cực kỳ mẫu mực, là tấm gương đạo đức trong sạch và hết sức giản dị. Ông Phạm Quang Nghị chia sẻ: "Tôi biết cái kính mà Tổng Bí thư dùng có lẽ cũng mấy chục năm không thay, hay cái cặp làm việc Tổng Bí thư dùng hết năm này qua năm khác. Mặc dù đã cũ, bạc màu nhưng vẫn không thay." Và nhắc đến những chiếc áo, ông Phạm Quang Nghị nhớ lại cái áo khoác áo sơ mi từ thời tôi làm việc đến giờ nhìn trên tivi tôi vẫn thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng mặc. Người bạn đồng hành suốt 20 năm. Nhắc đến chiếc áo sờn, người ta chợt nhớ ngay đến chiếc xe công vụ mang biển số 80B 0289 thuộc hiệu Toyota Crown sản xuất năm 1989. Chiếc xe công vụ 35 tuổi này đã gắn bó với Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng suốt 20 năm qua. Trong ngày quốc tang 25 tháng 7, người bạn đồng hành đặc biệt cũng xuất hiện ở góc sân, hướng về phía nhà tang lễ. Dù chiếc xe phục vụ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên mọi hành trình, trong nhiều năm nhưng vẫn gìn giữ, bảo quản như mới. Chiếc xe này từng phục vụ nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khi ông còn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, sau đó được bàn sao lại cho Văn phòng Quốc hội. Chiếc xe như một minh chứng tiêu biểu cho lối sống giản dị, Tiết kiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến mọi người khâm phục. Nhiều người từng đề nghị bác mua xe mới nhưng Tổng Bí thư không đồng ý vì thấy xe còn sử dụng được. Bác bảo, cuộc hội không có vật chất để giúp thì về mình báo cáo với chính phủ xem xét. Chưa đến để người ta vỗ tay rồi mình về thì không giải quyết được gì cả. Giữa ngày mưa rét, Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng ngồi sau xe máy đến thăm dân thời điểm năm 2000, khi ấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới chỉ là bí thư thành ủy Hà Nội. Đầu xuân trời Hà Nội vẫn còn lạnh dưới 9 độ C, gió bấc hùn hút. Đồng chí bí thư thành ủy Nguyễn Phú Trọng nhìn mưa phùn rơi như bụi bay, nói với Nguyễn Quốc, cán bộ văn phòng. Chú đi với tôi xuống phường Láng Hạ, Đống Đa, tôi thăm bác Trần Hữu Ái. Bí thư trọng nói, ta đi bằng xe máy, chú chở tôi. Đồng chí Quốc vội ra nơi để trước đồ rìm của anh, Quốc kiểm tra xăng, xem lại xăm lốp. Nhìn trời lệnh cóng, Vì cán bộ có chút ái ngại, xong bí thư đã quyết thì không thể lùi. Tính bí thư lâu nay giải quyết mọi công việc đều giữ nếp như thế. Trời lạnh, mưa phùn càng thêm lạnh, đường phố vắng, người đi lại đều đội mũ, trùm đầu, đeo băng, chỉ hở đôi mắt. Người đi đường đã nhận ra bí thư ngồi sau xe. Họ phanh xe đi chậm hoặc dẫn ca vượt lên với tay chào bí thư. Trong tốt khách đi đường đã dâm gian chuyển tay nhau, ông bí thư thành ủy đi xe ôm, ông ủy viên bộ chính trị đi xe ôm. Chỉ thị tiết kiệm của nhà nước thế mới thiếng chứ. Chẳng ai nghĩ lại có một vị lãnh đạo đi chiếc xe máy chẳng có vẻ gì là sang trọng đến tận nơi thăm người dân. Tin bí thư thành ủy đến khu dân cư lan nhanh, bà con già vẫy tay chào đón ông. Trời rét nhưng nét mặt ai cũng vui tươi, nụ cười rạng rỡ, nét mặt người dân thủ đô thời đổi mới. Từ những chia sẻ về sự giản dị mộc mạc của bác, không ít người lại nhớ tới câu nói lúc bác sinh thời. Cái quý nhất trên đời là cuộc sống, là danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho không khỏi xót xa, ẩn hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao cả nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Và giờ khi đã nhắm mắt xuôi tay, ông có thể tự hào về tình cảm của người dân khắp nơi dành cho ông. Trong bữa cơm của gia đình đã có những người rơi nước mắt khi nghe chuyện về ông, dù họ chỉ gặp ông qua truyền hình. Trong cả ngàn ý kiến dòng trạng thái những ngày qua viết về ông, tất cả đều bày tỏ lòng xót thương trong đó có những người còn đau với nỗi đau như mất đi người thân thuộc của mình một vài ngày một vài người chắc chắn không thể nói đầy đủ những đóng góp của ông cho dân cho nước bác ra đi nhưng tình cảm của người dân dành cho bác vẫn còn đó một tổng bí thư một đời thanh bạch sống và làm trọn vẹn như lời ông từng nói danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất Hãy như nguyên bí thư thành ủy hà nội phạm quang nghị Nói một cách khái quát, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người suốt đời cho tới hơi thở cuối cùng đã hiến dâng cho đất nước vì đảng, vì dân. Người dân Việt Nam bây giờ và cả sau này đều có thể tự hào mà nói rằng chúng tôi đã có một vị Tổng bí thư như thế đấy.